chó có ăn được sô-cô-la không? Có thể các bạn đang nuôi chó nhưng chưa chắc đã biết được điều này. Sô-cô-la có lợi đối với sức khỏe của con người, nhưng với chó thì có tác dụng ngược lại. Nếu cho các bạn ăn phải sô-cô-la thì sẽ bị sao? À kìa, nôn mửa, tiêu chảy, rối loạn nhịp tim, ai rồi, co giật, có thể gây ngộ độc và thậm chí dẫn đến tử vong. Sợ chưa? Có gì sợ nhỉ? Khi cún của bạn lỡ ăn phải sô-cô-la thì tốt nhất nên đưa cún đến bác sĩ thú y càng nhanh càng tốt. Nha. Sợ quá trời.